Liên đoàn Lao động tỉnh vừa phối hợp với Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Gia Viễn. Chị Nguyễn Thị Nguyệt là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Sanico Việt Nam thuộc cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ đang độ tuổi ăn học nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Trước đây gia đình sống trong ngôi nhà thuê chật chội, không đảm bảo điều kiện sinh hoạt. Cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh gia đình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam trao tặng số tiền 40 triệu đồng để cùng gia đình xây dựng căn nhà kiên cố. Sau 5 tháng thi công, với sự hỗ trợ của các cấp công đoàn, sự chung tay giúp đỡ của chính quyền địa phương và anh em dòng họ và sự nỗ lực cố gắng của bản thân, ngôi nhà mới rộng 90m², tổng trị giá 500 triệu đồng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn đã và đang được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai có hiệu quả, là nguồn động viên to lớn đối với gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.